Trong một báo cáo mới phát đi hôm cuối tuần qua, ngân hàng HSBC cho rằng ngân sách không nên vay tiền từ dự trữ ngoại hối vì điều này có thể dẫn đến nhiều áp lực, trong đó có rủi ro về tỷ giá. Khuyết nghị này được đưa ra trong bối cảnh đại diện Bộ Tài chính tháng 4 đã đề nghị xem xét cho ngân sách vay dự trữ ngoại hối để đầu tư phát triển. Theo nhận định của ngân hàng HSBC, nếu cho chính phủ vay tiền từ dự trữ ngoại hối sẽ tạo ra sự rủi ro cho sự ổn định của tiền đồng. Ngày chính sách duy trì biên độ giao dịch hẹp với đồng đô la Mỹ chỉ cộng trừ 1% đã cho thấy nguồn dự trữ ngoại tệ đang là công cụ dự trữ cần thiết để đảm bảo ổn định tỷ giá. Ngoài ra, theo đánh giá của HBC, nguồn dự trữ ngoại tệ của Việt Nam đang thấp hơn so với thông lệ quốc tế khi chỉ mới đạt 35 tỷ đô la, tức là chưa đủ trang trải cho 3 tháng nhập khẩu đó là chưa kể cán cân thương mại mới dương hồi tháng 11 năm ngoái, thì nay đã thâm hụt hơn 3 tỷ đô la. Con số chưa từng thấy xảy ra kể từ năm 2011. Đây lại là điều đang gây khó cho dự trữ ngoại hối và thị trường tiền tệ nói chung. HBC còn dẫn một lý do khách quan khác cho thấy ngân hàng nhà nước đang rất cần dùng đến dự trữ ngoại hối. Đó là nhu cầu ổn định tỷ giá, trước khả năng Fed sẽ tăng lãi suất khiến đồng đô la Mỹ mạnh lên vào cuối năm nay.